Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Khánh Linh xin chúc quý vị an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà ông Tổng thống Biden sẽ có cho thêm tiền, không phải là tiền mà nói chung là một hình thức của cho tiền là give tax credit cho những doanh nghiệp nào. Thứ tư 21 tới tháng 4 2021 thì ông Tổng thống Biden có ra một cái tuyên bố rằng ông sẽ cho tax credit cho những doanh nghiệp nào mà cho phép nhân viên của mình được nghỉ để mà đi chích vaccine. Thì chi tiết như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi video này quý vị nhé. Thưa quý vị, thì Khánh Linh xin chia sẻ đến quý vị là ông Tổng thống Biden sẽ cho tax credit cho những cái business nào mà dưới 500 nhân viên. Tại ông nói đó, thì một nửa những cái business ở nước Mỹ là những doanh nghiệp, những cái private sector dưới 500 người. Thì ông muốn khuyến khích người ta đi chích ngừa. Nhưng mà bây giờ nếu mà các doanh nghiệp mà cứ giữ những cái người nhân viên đi làm đúng ngày đúng giờ thì không có thể nào mà họ có thể chích ngừa được. Đó. Cho nên ổng đang khuyến khích để cho cái kế hoạch của ông là tất cả những người Mỹ sẽ được miễn nhiễm cộng đồng vào cuối tháng 7 đó thưa quý vị. Và hiện tại là thời điểm này là cuối tháng 4 rồi đúng không? Cho nên cũng không còn nhiều thời gian. Và Khánh Linh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị cái phần trăm mà số người đã được chích ngừa như thế nào rồi quý vị nhé. Thì ông Tổng thống Biden có nói rằng tôi kêu gọi tất cả các người làm doanh nghiệp, những người chủ doanh nghiệp lớn hay là nhỏ, mỗi tiểu bang phải cho time off, phải cho thời gian nghỉ, được ăn lương để nhân viên đi chích ngừa. Và tax credit này sẽ dùng cho những business nào mà cho phép nhân viên, và ông đang plan là phải cho pay off đến 80 giờ. Mỗi nhân viên được 80 giờ. Tại vì ông nói chích xong rồi để nhân viên có thể nghỉ ngơi, rồi nhân viên có thể coi là có bị side effect, có bị ảnh hưởng phụ gì hay không để họ có đủ thời gian. 80 giờ quý vị, 80 giờ là nhiều lắm đúng không? Một ngày chúng ta làm có 8 tiếng, 80 giờ là được 2 tuần luôn rồi. Tại một tuần mình đi làm có 5 ngày rồi đúng không? Và một tuần là mình làm 40 tiếng, mà 80 tiếng là tới 2 tuần. Wow, nghỉ side effect gì mà dữ vậy? Phản ứng phụ gì mà nghỉ ngơi gì mà dữ vậy trời? Đúng không quý vị? Thì nói chung á, ổng nói là ổng sẽ dự định là bồi thường lại, reimburse lại, trả tiền lại cho những doanh nghiệp nào mà cho nhân viên nghỉ như vậy. Thì mỗi một cái người nhân viên như vậy thì cái tax credit mỗi một người một ngày như vậy là $511. Wow, tax credit này nó hơi nhiều nha quý vị. Một người có đi làm một ngày tới $511 không quý vị? Mà cái này là mỗi một nhân viên một ngày được tax credit là $511. Không biết cái Linh có hiểu rõ hay không, tại cái này nó cũng chưa có chi tiết, nó chỉ mới là cái plan thôi quý vị nha. Và sẽ cho đến tháng 9 luôn. Thưa quý vị, thì tới thời điểm này thì có khoảng 1/2 dân số những người trưởng thành nha, adult thôi, là những người trưởng thành đã chích được một liều vaccine rồi. Và theo như thông báo của bên CDC thì 1/3 dân số người adult, người trưởng thành đã chích đầy đủ hai liều vaccine, hay là Johnson Johnson thì đã chích đầy đủ rồi ha. Và như vậy là chiếm khoảng 26% của tổng dân số của nước Mỹ đó. Dân số của nước Mỹ là chiếm 26% đã được chích ngừa đầy đủ rồi. Mà tới thời điểm này là cuối tháng 4, chúng ta còn tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì còn 3 tháng nữa, đúng không? Mà muốn miễn nhiễm cộng đồng phải ít nhất là 70%, 80% thì mới gọi là miễn nhiễm cộng đồng đó thưa quý vị. Thưa quý vị, cơn đại dịch Covid-19 này tới thời điểm hiện tại thì nước Mỹ có 568.000 người chết. Và nếu gia đình của quý vị có những người thân qua đời vì Covid-19 thì quý vị có thể coi lại video trước của Khánh Linh để quý vị có thể liên lạc với FEMA để mà chúng ta có thể apply để xin giúp đỡ cái tiền mà gọi là tiền làm đám tang cho người đã qua đời, có thể là từ 9.000 cho đến tới 35.000 luôn. Quý vị có thể giúp đỡ cho gia đình chúng ta cũng rất là nhiều trong cái cơn đại dịch, cũng như là lo hậu sự cho những người trong gia đình đã qua đời nha quý vị nhé.
Và nói đến đây thì xin thưa với quý vị rằng cái tiền này không có extra gì hơn nữa nha. Ổng không có đưa ra thêm một cái gói cứu trợ để mà giúp cho cái phần này, không phải. Cái phần mà gọi là reimburse lại, trả lại tiền cho các doanh nghiệp tax credit này là nằm trong cái gói cứu trợ ổng đã thông qua 1-2 tháng trước rồi ha. Hình như tháng mấy trước đúng không? Thì không có thông qua thêm một cái gì nữa nha quý vị nha. Nói chung là đã nằm trong đó rồi, hiện giờ bây giờ bắt đầu nó plan để làm thôi, chứ không có thêm chi thêm tiền gì nữa hết. Cái mà ổng đang dự định chi là cái cơ sở hạ tầng đó, xây dựng update lên này nọ đó. Thì hiện tại bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ cũng đang qua lại đó, thì không biết chừng nào ngã ngủ thì còn chưa có biết nữa. Thì nói đến vaccine thì Khánh Linh không biết là quý vị chích ngừa xong rồi quý vị có bị những cái tác dụng phụ gì không. Nhưng mà xin thưa thì Khánh Linh cũng đã chích ngừa một mũi rồi, Khánh Linh chích Moderna, và chủ nhật này Khánh Linh sẽ đi chích thêm một mũi nữa. Thì người ta nói cái mũi thứ nhất có thể nhẹ nhẹ, mũi thứ hai nó sẽ giật mình lắm, chị để coi như thế nào. Khánh Linh có hứa hẹn là một cái video nói về cái ảnh hưởng của vaccine đúng không thưa quý vị, nhưng mà Khánh Linh chưa có làm, tại Khánh Linh cũng muốn đợi đến chủ nhật này Khánh Linh trải nghiệm thêm cái mũi thứ hai nữa rồi Khánh Linh sẽ chia sẻ đến quý vị sau. Mà Khánh Linh được biết là có nhiều người cũng đã chích đầy đủ lắm rồi, cũng trải nghiệm được cái phần nào của cái vaccine rồi, phải không thưa quý vị? Và Khánh Linh cũng có một người bạn mới tức thì luôn, thì bạn của mình cũng ở tiểu bang của mình luôn, và người này á đi chích một liều rồi, nhưng mới nằm ở trong cấp cứu, mới được trả về thôi. Thì cái người này, người bạn này đó thì cũng ở lứa tuổi cỡ 30 mấy thôi, early 30 thôi, là cũng ba mấy thôi, cũng còn trẻ. Nhưng mà sau khi chích một liều vaccine của hình như là Moderna hay Pfizer gì đó thì bị nhiễm Covid. À, bị nhiễm Covid thưa quý vị. Thì cái người này khi mà bị nhiễm Covid thì đưa vào trong emergency, cũng vào ICU này nọ đó, cũng nằm 2-3 ngày, như 3 ngày gì đó thì được đưa về là khỏe, đỡ hơn. Thì quý vị thấy không, có thể là khi chúng ta bị nhiễm Covid mà chúng ta có chích ngừa rồi á thì chúng ta cũng đỡ hơn rất là nhiều, không phải nằm rất là lâu đúng không quý vị, và không có ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Tuy là cũng qua những cái thời gian mà gọi là khó thở, mệt mỏi đúng không, làm cho mình đau đớn, mệt này nọ, thì nhưng mà cuối cùng rồi cũng qua, còn đỡ hơn là không có chích ngừa nha quý vị nhé. Khánh Linh biết tại thời điểm hiện tại thì có nhiều người vì cái tôn giáo, giống như quý vị thấy flu shot gì đó, có nhiều người một năm nước Mỹ có 10.000 người chết vì bệnh flu tại vì họ không chích ngừa. Thì có nhiều người hỏi tại sao không chích. Tại vì thưa quý vị, có nhiều cái tôn giáo họ không cho chích ngừa, là họ nói là chích ngừa là đem những cái xấu, cái không tốt đưa vào cơ thể mình, không có được. Thì đó, thì cái đó là cái quan điểm của mỗi tôn giáo thì mình không có nói được đó. Thì cho nên nhiều người không chích, nhưng mà trong trường hợp này chích xong rồi đỡ hơn, thì có nhiều bác sĩ nói là có thể là không phải chích xong mà bị đâu, mà tại vì có thể là trong cái thời điểm mà trước khi chích mình đã bị ủ bệnh rồi mà mình không biết, rồi mình chích vào đó thì lúc đó nó hành mình, và khi hành mình thì có thể là và cái con virus khác vô thì nó đấu tranh với nhau, thì nói chung là cũng đỡ hơn đi, nói chung là một cái gọi là nhìn một cái lạc quan hơn đi, là cái người này đã đỡ hơn rồi. Nên đi chích ngừa quý vị nhé. Ai chưa chích hãy cố gắng chích, 16 tuổi trở lên đã được chích rồi. Hiện tại thì FDA đang chuẩn bị approve vaccine Pfizer cho những em từ 12 đến 15 tuổi thưa quý vị. Hy vọng là tin tốt sẽ đến thật là sớm. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.